Hồ Văn Cường âm thầm sang Mỹ thăm mẹ đang điều trị để lộ bí mật động trời. Nhiều nguồn thông tin vào sáng nay cho rằng Hồ Văn Cường đã âm thầm đặt vé máy bay sang Mỹ trong đêm để thăm mẹ nuôi Phi Nhung, hiện tại vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại Mỹ. Về toàn bộ thông tin này đều được phía quản lý Hồ Văn Cường cũng như ca sĩ Phi Nhung đã chọn cách im lặng giấu kín hoàn toàn với giới truyền thông và báo chí, không tiết lộ với bất kỳ ai kể cả bạn bè đồng nghiệp. Dựa theo những tin đồn trên, chúng tôi đã điều tra và được biết, hiện tại ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tại một bệnh viện tại bang California bởi những người bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Tình hình sức khỏe của cô đang có những chuyển biến rất khả quan và có thể sẽ có thầm báo sớm đến quý khán giả. Về phía nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, chúng tôi cũng đã có một cuộc phỏng vấn ngắn về điều này. Anh cho biết, hiện tại con vẫn chưa tiết lộ được bất cứ thông tin gì xin mọi người hãy ngừng lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của mẹ con và phía quản lý công ty của mẹ sẽ sớm có thông báo sớm nhất đến cho mọi người mong mọi người hãy bình tĩnh chờ đợi và đừng gây thêm áp lực cho mẹ con hãy để mẹ con được yên tâm điều trị qua những thông tin hiếm hoi mà hồ văn cường cung cấp cho chúng tôi chúng tôi nghi ngờ rằng rất có thể cái chết của phi nhung chỉ là màn kịch nhằm qua mắt dư luận truyền thông và nữ CEO nào đó. Trước luồng thông tin cực sốc này, rất nhiều cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng hoang mang. Một bên cho rằng ca sĩ Phi Nhung đã chết từ lâu rồi, cô qua đời vì Covid-19 là sự thật, làm sao có chuyện sống lại được. Bên còn lại bên vực Phi Nhung lại cho rằng Phi Nhung chỉ đang gặp tình trạng không ổn định, liên tục vướng phải thị phi nên mới bất đắc dĩ dẫn nên màn kịch giả dạ chết này hãy thông cảm cho cô ấy. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung nhập viện Gia An năm điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Bệnh tình chuyển biến nặng, cô phải chuyển sang bệnh viện chợ đẩy vào tối 26 tháng 8. Trong những ngày cô Lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung đã luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu trong quá trình làm việc nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài kép không vì dương tính với sars cov 2 nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay vào một show diễn tại mỹ vào ngày 22 tháng 8 về thông tin ca sĩ phi nhung còn sống hay đã mất chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra tìm hiểu và gửi đến cho quý vị những thông tin chính xác và sớm nhất trong bản tin sau